sạn Nông Cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đông Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay cửa hàng chúng em lên cho các bác một máy cắt cỏ Mitsubishi TL23 các bác nhé. Đó, máy cắt cỏ quốc dân luôn các bác. Tình trạng máy móc đẹp, bao rin cho các bác nhé. Đó, từ bình xăng con này, bình xăng con 2 kim. Đó, con này thì công suất của nó là 23cc thôi, nhỏ nhẹ phù hợp để cho các bác nào cắt gia đình cũng như là cắt gọn nhẹ thì một lựa chọn một em này là quá là hợp lý các bác nhé. Hãng Mitsubishi thì cực kỳ nổi tiếng rồi, không phải lan tan gì cả. Về độ bền của nó thì em nghĩ là khó có dòng máy cắt cỏ nào có thể qua được thương hiệu này hết. Đó, máy TL23 tum rời luôn các bác nhé. Con này thì tích hợp tum rời luôn này. Tình trạng máy móc thì đẹp, ốc đó, bao ri nguyên bản cho các bác. Tem mác thì chuẩn chỉ các bác nhé. Từ chế chiếc chế nó chế chuẩn chế qua bồ của Nhật luôn này các bác. Đó, không biết các bác có nhìn rõ không nhỉ. Đó, chế dập qua bồ luôn các bác nhé. Em móc ri. Con này thì em đã lên tay cá bóp cho các bác rồi. Con này thì em đã lên tay cá bóp cho các bác nhé. Còn lại toàn thể máy móc thì bao ri nguyên bản cho các bác. Đó, máy móc ở trên video thì có sao thì em sẽ nói như thế trước. Hàng tới các bác kiểm tra hàng cũng như là check hàng thoải mái. Vâng, thì hôm nay em sẽ báo giá luôn các bác nhé. Hiện tại thì con này thì em bán với giá là 2 triệu đồng. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng cả phụ kiện. Giá đi nhanh gọn rẻ cho các bác. Đó, 2 triệu đồng một em này các bác nhé. Cho các bác nhìn qua đầu bò đầu biếc rin nguyên bản các bác nhé. Đó, đầu bò chuồn rin của nó luôn này. Máy móc tình trạng thì đẹp. Thì em đánh giá thì ok, con này thì nó rơi vào tầm khoảng 80% nữa các bác. Máy móc bên em thì các bác biết rồi à. Bên em thì chỉ bán những dòng máy cắt cỏ, máy cưa xích, hàng tuyển, bãi, đẹp, chuẩn cho các bác. Đó, không bán những dòng máy đã qua sửa chữa hoặc thay thế linh kiện gì cả. Tại vì tất cả những máy bên em thì toàn đích thân em tự đi lựa về thôi. Nên là đảm bảo cho các bác là máy móc ngon lành luôn các bác nhé. Đi lựa ở bên kho thì nó sẽ chuẩn nhất có thể để đẹp nhất để về phục vụ cho bà con có thể ổn định nhất các bác nhé. Đó. Này ạ, cho các bác nhìn qua một con Mitsubishi TL23 này, giá 2 triệu đồng các bác nhé. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em, hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho em. Số điện thoại và số Zalo của em thì đã để trên màn hình rồi các bác nhé. 0354392929. Đó, các bạn có bác nào có thể kết xài Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm, hoặc là không xài Zalo thì cứ liên hệ trực tiếp qua em thì em sẽ đóng hàng và gửi hàng đi cho các bác nhé. Đó, vâng, thì bây giờ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn này. Đó. Máy móc nổ êm luôn các bác nhé. Chưa hề có tiếng gì về động cơ à. Đảm bảo luôn. Đó, nó xài chế 2 kim nên là cực kỳ dễ nổ cũng như là lợi xăng các bác nhé. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là muốn tham khảo thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.